nhóm thôn nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì Ngân rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi được đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là anh Chánh Trần. Hiện tại thì Ngân đang có mặt tại nhà sách Châu Thành để mà thay mặt cho anh đi mua những cái phần tập cũng như lại viết gửi tặng cho những em có hoàn cảnh khó khăn nhưng mà vượt khó học giỏi ở xóm Khmer nha. Bây giờ thì xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng mình vào trong để mà lựa tập và viết cho các bé nha. Dạ. Con chào cô ạ. Dạ. Có thể giới thiệu cho mình một số tập để mà mình hôm trước là cậu có lựa một số mẫu đó, có thể cho mình xem lại mấy cái mẫu đó được không ạ? Cái này là của A Thanh Đạt ạ. Nhưng mà giá thì sao ạ? Giá cũng bằng nhau. Bằng nhau luôn. Cái này là bao nhiêu một quyển như thế này em ạ? 7.000 một quyển. 7.000 một quyển. Mình còn cái loại nào khác không cho chị xem qua? Muốn lấy loại tốt hơn một chút thì tầm giống giống như thế này á. Giống như thế này thì nó còn một loại nữa. Là loại này. Đây cái giấy bên này thì cảm giác cái màu giấy nó sáng hơn ha. Nhưng mà cái định lượng giấy không bằng A Thanh Đạt. Cái tập của KT Book thì nó sáng màu hơn nhưng mà giấy thì nó lại mỏng hơn. Nó mềm hơn, còn A Thanh Đạt thì giấy nó cứng hơn. Như thế này viết thì chữ sẽ không có bị lem á. Chắc là chị vẫn quyết định là lấy cái này đi ha. Mình xài mẫu nào mình quen mẫu đó. Với lại cái này thì nó sẽ dễ viết hơn cho mấy bé ha. Cái này là 7.000 một cuốn đúng không em ạ? Đúng rồi chị. Một phần quà ngày hôm nay mà anh Mạnh Thường Quân gửi tặng cho các bé thì có giá là 200.000 đồng. Cho nên chị quyết định là mỗi phần quà sẽ lấy 25 cuốn nhân cho 11 phần. Rồi em tính xong rồi soạn tập giùm chị ha. Có. Đều là chiếc của Thiên Long hết đó chị. Thiên Long hết. Cái mấy cái mẫu ở phía trên này thì mỗi cây là bao nhiêu tiền? Mỗi cây là 4.000 đó chị. Là nó bằng giá nhau hết luôn. Dạ đúng rồi, có một số loại thì nó giá thì còn của Thiên Long thì 4.000. Hai cái ngòi bút nó cũng tương đồng với nhau luôn, kiểu nó cũng là 0.5 á thì cái độ mực nó ra cũng sẽ như nhau quá. Viết thì thường thì Thiên Long anh thấy người ta sẽ xài mẫu 027 nhiều. 027 nhiều hơn ha. Cái này là 0.97. Cái loại ngòi nhỏ của 079 của Thiên Long. Cái này đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Cái ngòi nhỏ. Chắc là chị lấy cái này ha. Dạ. Bán chuyên dụng thì giá của mình như thế nào? Giá của mình thì cũng tầm 4.000 đó chị. Dạ. Vậy quyết định là lấy cái này ha. Với lại bút đỏ thì cho chị thêm hai cây bút xanh, hai cây bút đỏ là mỗi một phần. Còn viết chì thì sao? Viết chì thì em có một kệ đây ạ. Chị muốn lấy lại cho chị xem mẫu 5.000 nha. Dạ, 5.000 là nguyên kệ này chị, nó có đủ màu hết. Cái này là ngòi 2B. Có loại 3B của G3 này chị. Giá cũng là 3.000 đó chị. Lấy cho mấy bé nên là lấy mấy cái màu này đi cho mấy bé nó thích hơn ha. Cho lấy đủ màu hết chị. Dạ. Còn thước thì sao em? Thước ha, mình mua thước dẻo loại thường hay gì chị? Đây, em thấy Mạnh Quân người ta thường hay cho những cái loại thước dẻo này á, các em xài để cho mình dễ. Thường thì mẫu thước này là mình bán ra là khoảng bao nhiêu một cây em ạ? 3.000 một cây á chị. 3.000 một cây, còn mấy cái thước mà in hình như thế này thì sao? 4.000. 4.000. Thước này thì mẫu mã nó đẹp đa dạng nhưng mà về cái độ mà nó bền thì nó sẽ không mặt ngày. Tại thường nếu mà gói thì nó sẽ hơi bị mẻ chị, tại nó cứng. Cái này thì nó dẻo, có thể xài được lâu hơn. Với lại để thì nó cũng sẽ không có bị biến dạng, không có gãy.
Dạ. Cô cho em mượn cái hóa đơn đấy nha. Dạ. À, đây là cái hóa đơn mà hồi nãy giờ mình đã lựa chọn và mua cho các bé nè các bạn ơi. Thì gồm có viết nè, rồi tập thước với lại viết chì. Thì cô cũng đã nhân số lượng rồi, tính ra số tiền rồi. Có số tiền tổng của tổng các 11 phần quà ngày hôm nay thì trị giá là 2.189.000 đồng. Dạ, và con gửi tiền cho cô nha. Dạ. Dạ, con ở đây là 2.500.000 ạ. Dạ, vậy con. Cô gửi cho em 2.189.000. Dạ, là 2.200.000. Dạ, vậy là đủ đó. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Cái này chút xíu nữa cô soạn xong rồi giao qua giùm em ha. Dạ. Dạ. Cái này giao bản thì trời mưa nên không biết đi được không nữa. Dạ, xíu nữa mình nán lại hết mưa thì đi ha cô ha. Cô đi liền. Dạ. Dạ. Anh Chánh Trần ơi, sau khi mà em mua đồ ở dưới nhà sách Châu Thành xong rồi thì bây giờ là đồ cô cũng đã giao lên trên này rồi. Thì ở đây mở cái phần quà em cũng đã phân ra hết đầy đủ hết rồi anh nha. Dạ, đây thì gồm có là 25 quyển tập như thế này trong mỗi phần, cộng với lại đó là ba cái viết mực xanh, hai cái giấy mực đỏ, còn một cây thước và một cái bút chì để mà gửi tặng đến cho các bé nha. Dạ, cũng thay mặt anh á, trước khi mà gửi tặng những cái phần quà thì em cũng xin phép là sẽ hỏi thăm hoàn cảnh của hai bé trong số 11 bé anh nhé. Dạ. Chị chào em nha. Em tên gì có thể nói cho mọi người cùng biết được không? Em tên Dung. Em tên Dung. 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 Dạ. À Dung. Năm nay là Dung học lớp mấy? Lớp 9. Lớp 9. Hiện tại thì Dung ở nhà với ai? Với mẹ. Rồi Dung có bao nhiêu anh chị em? Dạ có một em. Có một em. Em của em năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 1. Lớp 1 ha. Ngoài mẹ ra còn ai nữa không Dung? Dạ ba em thì sao? Ba em mất. Lâu chưa em hả? Dạ lớp con học lớp 3. Lớp học lớp 3 à. Bây giờ là Dung học lớp mấy? Dạ lớp 9. Lớp 9 là 6 năm rồi. Dạ. Rồi mẹ thì ở nhà làm nghề gì hả Dung? Dạ đi làm muối. Làm muối. Cụ thể là làm cái gì em hả? Làm cỏ với chị Cảnh. Làm cỏ với chị Cảnh. Rồi mẹ đi làm như vậy đó rồi em có biết được là cái thu nhập có ổn định với lại có đầy đủ để mà lo cho hai chị em không? Dạ cũng thiếu mà mẹ em cố thôi đầy đủ giúp em ăn học. Có nghĩa là được bao nhiêu thì lo bấy nhiêu, cũng cố gắng để mà lo cho em ăn học ha. Dạ. Rồi đầu năm học á thì mẹ có mua hay là sửa sắm gì cho em chưa? Dạ có người chị mua cho. Có gì mua cho, là mua sách hay sao em? Dạ mua sách. Mua sách. Vậy là mình còn thiếu tập với lại một số dụng cụ cần thiết khác đúng không? Dạ. Rồi hôm nay khi mà được bà báo tin nó là đến đây nhận quà thì em có vui không? Em rất vui. Rồi em đang cầm cái gì trên tay cho chị dạ, xem với? Giấy khen. Đào Thị Mỹ Dung là học sinh lớp 8A3 là năm rồi đúng không em? Dạ em học thì cũng rất là giỏi luôn nha. Thành tích của năm 2021-2022 là đạt thành tích học sinh giỏi luôn đó các cô chú anh chị các bạn ơi. Đây chị gửi tặng cho em nha. Dạ. Em đợi chị xíu nha. Dạ. Chào Dung nè, cô bé hay xuất hiện trên video cùng với lại tụi chị. Thì hôm nay chị cũng sẽ hỏi thăm hoàn cảnh của em xong rồi cho mọi người cùng biết nha. Dạ. Dung có thể nói lại là năm nay em học lớp mấy không? Dạ hôm nay là nếu tụi trường là em học lớp 8. Học lớp 8. Thì hiện tại thì Dung ở nhà với ai? Dạ ở nhà với mẹ với cô. Với mẹ với lại cô. Mẹ ở nhà thì làm nghề gì hả Dung? Mẹ thường thường nha, lúc đó là ba mắc thì mẹ làm gạch, còn giờ nghe là mẹ mới xin được vô công ty. Mới xin được vô công ty. Dạ. Mẹ làm công ty gì? Công ty làm cá hết. Là đi làm cá hả? Dạ. Rồi đi làm như vậy thì thu nhập có ổn định không em? Cũng có khi thì nó nhiều, cũng có khi ít, chị nhầm tháng. Nhầm tháng, nghĩa là khi nào nhiều thì mẹ làm nhiều, còn ít thì mẹ làm ít ha. Dạ. Rồi vậy rồi có đủ để mà trang trải rồi lo chi phí cho em. Với lại Phúc không thì chị cũng biết đó là Phúc là em của Dung nữa nè. Dạ. Cũng có khi thì được, còn có khi nha thì mẹ không đủ tiền, mẹ đi mượn. Rồi tới tháng lãnh lương thì mẹ trả lời. Rồi bây giờ em đi học thì mỗi ngày là em đến trường xa không Dung? Dạ xa. Thì bình thường đi học thì em sẽ đi bằng cái gì? Em đi chung với bạn tại em không có xe. Không có xe, hồi đó tới giờ là không có xe luôn. Hồi năm lớp 6 thì em có xe nhưng mà xe em bị hư hoài rồi. Với sửa thì sợ mẹ không có tiền nên là em đi chung với bạn. Vậy là không có. Bây giờ là cái xe đó là nếu như mà sửa lại thì có sử dụng được nữa không em? Hay là không có sử dụng được luôn?
Em cũng không biết nữa, tại em thấy nó cũ rồi, tại mẹ mua từ năm lớp 5 tới giờ. Vậy là cũng mấy năm rồi, nhưng mà sửa lại thì cũng không biết, không có chắc được là có sử dụng được hay không. Dạ. Đi học là chỉ đi có gian bạn thôi. Dạ. Rồi thành tích học tập của những năm vừa qua thì có tốt không em? Dạ có, nhưng mà mấy năm nay là em học cũng không có tiến bộ chút, toàn học sinh tiên tiến không mà chị. Em có biết lý do tại sao mà mình cứ tiên tiến mà không được loại giỏi không? Không luôn. Bị kém môn nào, bị yếu môn nào? Bị yếu mấy cái môn là ngữ văn, tiếng Anh với toán đó chị. Bị yếu những cái môn chính ha, bị mất căn bản ha. Rồi đầu năm thì mẹ có mua hay là sắm sửa gì cho em với lại Phúc vào đầu năm học chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Dạ. Rồi hôm nay khi mà đến đây nhận quà thì em thấy như sao? Dạ rất là vui. Rất là vui. Rồi có nói với mẹ là được nhận quà vậy không? Dạ có. Mẹ có nói gì không Dung? Mẹ cũng vui, với mẹ cảm ơn mạnh thường quân đã cho. Rồi hôm nay thì chị đại diện cho mạnh thường quân là chú Chánh Trần gửi tặng những cái phần quà đến tặng cho các em vào đầu năm học nha. Dạ. Hy vọng là những cái phần quà này sẽ rất là thiết thực, cùng với lại là sẽ gửi tặng cho các em tiếp bước các em trên con đường học tập sắp tới nha. Dạ. Rồi cảm ơn mấy đứa vì hôm nay đã lặn lội qua tới bên này. Sẽ không có đợi mấy đứa đợi lâu nữa, bây giờ thì chị xin mời từng bạn ha. Thu. Thu chào mọi người đi. Thu có thể nói cho mọi người được biết là Thu học lớp mấy không? Dạ em học lớp 8. Lớp 8, cầm cái gì trên tay đó chị coi với. Đây, Phan Thị Cẩm Thu là lớp 7A6 năm rồi, năm nay là được học sinh giỏi luôn các bạn ơi. Đây gửi tặng cho em nha. Của chú Chánh Trần gửi tặng cho em nhé. Linh đúng không? Dạ. Rồi Linh cũng có mang theo một cái tấm giấy khen nữa các bạn ơi. Ở trọng sớm dân tộc Khmer thì các em học rất là giỏi luôn, đa số là học sinh giỏi cùng với là học sinh tiên tiến rất là nhiều. Này, đây là phần quà của chú Chánh Trần gửi tặng cho em nhé. Cảm ơn chị. Rồi mời bạn tiếp theo. Em tên gì có thể nói cho mọi người được biết không? Em tên Cẩm. Em tên Cẩm, năm nay Cẩm học lớp mấy? Lớp 7. Lớp 7 rồi, đây là phần quà của chú Chánh Trần gửi tặng cho em nhé. Đây là phần quà chú Chánh Trần gửi tặng cho em nha. Liên cũng có đem theo giấy khen nữa hả? Đào Thị Mỹ Liên học lớp 7A5, như là năm nay em lên lớp 8 ha Liên. Dạ. Đây là phần quà của chú Chánh Trần gửi tặng cho em cho đầu năm học nhé. Cảm ơn. Rồi Phúc lên đây. Năm nay Phúc lên lớp mấy ta? Lên lớp 4. Lớp 4 rồi, nhận quà xong thì nói như thế nào? Cảm ơn chị Ngân. Cảm ơn chú nha. Đây là phần quà của em nha. Cảm ơn. Rồi Tuấn nè, cầm cái gì đó ta? Cũng là học sinh tiên tiến luôn, Châu Hoàng Tuấn học lớp 7A6, năm nay là em lên lớp 8 luôn hả Tuấn? Dạ. Này. Cảm ơn chú Chánh Trần. Ừ. Lâu quá mới gặp Đên, Đên học lớp mấy rồi Đên? Lớp 4. Lớp 4 rồi, nói sao? Cảm ơn chú. Mời bạn tiếp theo. Rồi, em tên gì có thể giới thiệu cho mọi người được biết không? Đơn. Em tên Đơn, năm nay Đơn học lớp mấy? Lớp 4 năm rồi, em học giỏi không? Không. Vậy là học khá đúng không? Rồi, đây là phần quà chú Chánh Trần gửi tặng cho em nhé. Rồi, bạn cuối cùng. Rồi, Quy tự giới thiệu về mình đi, năm nay em học lớp mấy? Học lớp 5. Năm rồi là được thành tích gì? Năm rồi em nghỉ. Năm rồi em nghỉ, năm nay mới bắt đầu học lại đúng không? Dạ. Rồi, hy vọng là cái phần quà này sẽ tiếp bước cho em trên con đường sắp tới nha. Dạ, anh Chánh Trần ơi, hôm nay thì thật sự là tụi em rất là vui luôn khi được đại diện cho anh gửi tặng những cái phần quà rất là thiết thực và ý nghĩa đến tặng cho các em ở xóm dân tộc Khmer nha. Cảm ơn anh rất là nhiều, kính chúc cho anh cùng với lại đại gia đình lúc nào cũng được vui vẻ, nhiều sức khỏe và thành công hơn trong con đường sắp tới. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye đi mấy đứa. Bye bye.